Thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 279, đường tỉnh 151, tình trạng xe quá tải hoạt động đã khiến cho mặt đường vỡ nát, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà, gây ô nhiễm môi trường do bụi bẩn và gây mất an toàn giao thông. Trước tình trạng này, lực lượng thanh tra giao thông đã xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm về kích thước thành thùng trên các tuyến đường. Tính đến hết năm 2020, trạm kiểm soát tải trọng lưu động và tổ liên ngành lưu động đã tiến hành tuần tra kiểm soát trên 5.300 phương tiện vận tải hàng hóa, lập biên bản xử lý đối với 143 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính là trên 800 triệu đồng. Và chỉ trong tháng 1 năm 2021, Thanh tra Giao thông tỉnh đã kiểm tra phát hiện 7 phương tiện vi phạm quá tải, lập 14 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là trên 141 triệu đồng. Những con số trên cho thấy tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng vẫn còn diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp lớn thì hầu như xe người ta đã cắt bỏ những cái điểm cơi lưới thành thùng và chở hàng cũng cơ bản là đã phù hợp. Xong còn một số những các cái cá nhân thì xe nhỏ thì vẫn để thành thùng cao. Để làm tốt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng đã chủ động tổ chức tuyên truyền các quy định của luật giao thông đường bộ nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật cho các lái xe và chủ doanh nghiệp. Đặc biệt tập trung kiểm tra xử lý tại các điểm đầu mối, bốc xếp hàng hóa, mỏ vật liệu và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn trên địa bàn. Lực lượng chức năng, công an, thanh tra giao thông sẽ quyết liệt xử lý trong những năm 2021. Mục đích chính là xử lý làm sao tất cả những cái loại xe từ tư nhân đến những các doanh nghiệp làm sao không còn có sự trường tồn của cái xe cơi lưới thành thùng và cái việc chở quá khổ quá tải. Tuy nhiên về lâu về dài, việc kiểm tra xử lý xe chở quá khổ quá tải, cơi nới kích thước thành thùng của lực lượng chức năng vẫn cần phải được thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân cũng như kết cấu hạ tầng giao thông.